Dì, cái này là quà của vợ chồng con. Tặng dì. Cảm ơn con. Ba nhận đi. À, ba. Ba nhớ là ba phải uống sâm đều đặn nha. Bận lo cho đám cưới của con mà thấy ba ốm đi nhiều quá. Được rồi, ba nhớ. Mà chị anh đâu rồi dì? Chắc là chị không biết bữa nay hai vợ chồng con về đây đâu hả? À, Ngọc Anh nó không được khỏe nên nó đang nằm nghỉ ở trong phòng rồi. À, vậy thì để con lên hỏi thăm chị nha. À, thật khỏi, nó chỉ hơi mệt thôi. Hai con cứ ở chơi đi, để dì dọn cơm cho cả nhà cùng ăn. Đâu có được, dù sao thì tụi con cũng là chị em mà. Nghe chỉ bệnh, bây giờ con có ăn sâm cũng không khỏe được. Thôi, cả nhà mình ăn cơm trước nha. Con lên thăm chị chút xíu, chút con xuống ăn sao? Ừ, con đi đi con. Anh Tôn, Bảo, giờ đây. Con ngồi đây. Anh ngồi đây đi. Nè, con để hai chị em nó tâm sự được rồi. Còn con ngồi đây, để mà lấy chai rượu, hai cha con mình lấy rai. Dạ. Dạ. Chờ ba nha. Vô đi mẹ. Hồi giờ hết rồi hả mẹ? Nghe dì nói chị không khỏe. Xem ra chị vẫn bình thường mà. Hay là cố tình muốn tránh mặt? Không phải. Tại chị thấy trong người không được khỏe cho lắm. Hơn nữa, chị thấy mình không có lý do gì để có mặt ở trong bữa ăn, khiến cho mọi người mất vui. Có phải chị đang cố tình để tạo sự chú ý cho anh Bảo quan tâm đúng không? Đi. Thân à, đi. Chị không đi đâu. Chị coi nè, chị anh thương con ghê không? Biết vợ chồng con về nên dù mệt cũng ráng xuống ăn cơm với tụi con chứ bộ. Đúng không chị? Ngồi đi. Bà biết không? Nhà chồng con á, tốt với con dữ lắm. Vậy à? Mẹ chồng con còn nói á, sau này á, sẽ chỉ dạy con đủ thứ để con trở thành một người vợ tốt, chăm lo cho chồng. Còn anh Bảo á ba, nhìn ảnh ít nói vậy thôi, nhưng mà cũng biết quan tâm, chăm sóc cho vợ. Anh hả? Thôi, giờ mình ăn cơm đi ha. Ừ, ăn đi con. Ăn đi anh. Anh, anh thử coi là mấy cái món này nè, ăn có ngon không? Để mai mốt em tập theo dì nấu cho anh ăn. Để em đút cho. Ngọc Anh. Sao vậy ta? Thôi cả nhà mình ăn cơm đi nha. Để con ra coi chị anh sao. Tôi biết.
Cảm giác của chị lúc này rất là đau khổ, nhưng biết làm sao được. Tôi luôn là người chiến thắng chị. Một con người yếu hèn, không có chủ kiến như Gia Bảo, rất dễ để cho tôi chiếm lấy trái tim. Chị đừng ảo tưởng sẽ giữ được trái tim của anh ta nữa. Không đúng. Chị có thể nhìn thấy anh Bảo đang chịu đựng một cách rất khổ sở. Nếu vậy thì càng tốt. Tôi sẽ càng làm cho anh ấy phải đau khổ hơn. Anh ấy càng đau khổ, tôi sẽ càng vui. Chị cũng có phần nữa đó. Nhã Hân à, chị xin em hãy dừng lại đi. Chị chấp nhận một mình đau khổ. Em đừng kéo theo anh Gia Bảo nữa. Anh ấy là người vô can trong chuyện này. Chị xin em. Biết sao bây giờ? Tôi chẳng những không dừng lại được, mà sẽ còn cố gắng tiếp tục. Tôi sẽ để cho anh ta, cái người mà chị yêu, phải có kết cục giống như là anh Khôi ngày trước. Và chị sẽ phải mãi mãi xa người mà chị yêu thương. Cảm giác đó sẽ vô cùng đau đớn. Để đó, tôi lái xe. Tôi không muốn ai đụng vô xe của tôi. Anh uống rượu với ba tôi còn lái xe được sao? Tôi không muốn giao tính mạng mình cho anh. Mạng của tôi mắc hơn anh đó. Cô làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Lên không? Tôi sẽ để cho anh ta, cái người mà chị yêu, phải có kết cục giống như là anh Khôi vậy. Cô làm gì vậy? Làm gì chạy xe nhanh quá vậy? Nhìn xe lại, cô bị điên rồi hả? Cô bị điên hay sao? Cô muốn chết hay sao? Phải, hôm nay sẽ là ngày kết thúc của chúng ta. Ngọc Anh sẽ phải đau khổ khi thấy người mà cô ấy yêu thương chết với một người phụ nữ khác. Cô bị điên thật rồi. Nhìn xe lại đi. Tôi kêu là cô nhìn xe lại. Tôi kêu là cô nhìn xe lại. Chết bây giờ. Dừng xe lại đi. Đừng muốn chết hay sao? Chết bây giờ. Phải làm sao đây? Làm sao để ngăn cản Nhã Hân? Làm sao đây? Vô đi. Hôm nay ông phải uống với tôi đến khuya đó. Có chuyện buồn nữa hả? Sao từ lúc cưới vợ tới giờ tôi thấy ông lúc nào cũng có đầy tâm sự hết vậy? Ông nghĩ là tôi thích cưới vợ lắm sao? Đó là một cuộc hôn nhân gượng ép. Nếu đã biết gượng ép á, tại sao ông chỉ quyết liệt phản đối? Như vậy mới đáng mặt đàn ông chứ. Ông nói cũng đúng. Sao rồi con? Có gọi cho ông Bảo được không? Anh không nghe máy nè. Thôi khỏi chờ nó nữa. Mình ăn cơm đi. Cái thằng này thiệt tình. Vừa mới cưới vợ về, cứ đi về trễ như vậy hoài. Con không có hệ thống cái gì hết. Chồng con có nói là bữa nay bận tiếp khách,
Chắc là vẫn chưa xong việc. Thôi, con mời ba mẹ ăn cơm. Cảm ơn con. Dạ, không biết là công việc sản xuất trà của gia đình mình ra sao rồi ba mẹ? Công ty đang mở rộng hệ thống nhà máy phơi sấy trà và sản xuất thành phẩm các sản phẩm trà. Sao vậy con? Bộ muốn vô công ty làm hả? À, dạ không. Con thấy năng khiếu thưởng thức trà của chị Ngọc Anh rất thích hợp với công việc này, nên con định là xin ba mẹ cho chị ấy vô đó làm. Dù sao người trong nhà cũng sẽ an tâm hơn. Anh xin lỗi em. Anh đã không giữ lời hứa để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Em không trách anh. Bây giờ anh đã là chồng của Nhã Hân rồi. Em vốn không muốn gặp anh, nhưng mà Ngọc Anh à, Ngọc Anh, em bình tĩnh lại đi. Em ngồi xuống anh nói cho em nghe nha. Anh với Nhã Hân chỉ là vợ chồng có danh không phận. Mặc dù là anh ngủ chung phòng với cô ấy, nhưng mà anh chưa bao giờ chạm vào cô ấy cả. Em có biết không, dù là anh ở chung phòng với cô ta vài ngày thôi à, vài ngày ngắn ngủi thôi à, nhưng mà anh cảm thấy giống như là anh đang ở trong địa ngục vậy. Bây giờ anh cũng không biết phải làm sao để giải thoát đi. Cô ta rất khéo lấy lòng của mẹ anh. Anh xin lỗi em, anh đã không đủ can đảm để cùng em trốn chạy. Anh là con một, anh không thể nào bất hiếu với ba mẹ của anh được. Có thể em sẽ cho anh là một thằng hèn nhát, bởi vì anh yêu mà anh không bảo vệ được tình yêu của mình. Không, Gia Bảo, anh đừng nói như vậy. Em không trách anh đâu. Em chỉ lo cho anh thôi, vì nỗi oán hận trong lòng Nhã Hân quá lớn. Em sợ cô ấy gây bất lợi cho anh. Giữa em và Nhã Hân đã xảy ra chuyện gì hay sao? Tại sao cô ta lại oán hận em tới như vậy, đến mức có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không hạnh phúc? Em nói cho anh biết đi Ngọc Anh. Ngọc Anh, nói cho anh biết đi Ngọc Anh. Anh đừng hỏi em nữa mà. Chính em là người có lỗi. Em sẽ là người ra đi, để cho Nhã Hân không còn cơ hội thực hiện ý định của mình nữa. Ngọc Anh, Ngọc Anh, Ngọc Anh, Nhã Hân à, mẹ vô nói chuyện với con một chút được không con? Mẹ, có việc gì vậy mẹ? Ngồi xuống đây, ngồi đây. Con nè, hồi nãy trước mặt ba con, mẹ không có tiện nói. Con cũng biết là thằng Bảo với Ngọc Anh, sao con còn lại? Con cũng biết điều này mà.
Con biết là Ngọc Anh sẽ không cam tâm rời xa anh Bảo. Vậy sao con còn muốn cho Ngọc Anh vào làm trong nhà máy? Chẳng phải như vậy á là con tạo điều kiện cho tụi nó gặp nhau mỗi ngày hay sao? Con biết chứ. Nhưng nếu phải lo sợ họ sẽ lén lút gặp nhau thì con sẽ chọn cách đối diện. Con sẽ làm cho Ngọc Anh phải rút lui, phải làm cho anh Bảo thấy chán ghét Ngọc Anh. Khi đó con sẽ có được trái tim của chồng mình. Con đúng là thông minh. Không hổ là con dâu của mẹ. Mẹ tin rồi con sẽ thay mẹ tiếp sức cho thằng Bảo trong công việc kinh doanh. Mẹ cũng yên tâm giao việc quán xuyến gia đình cho đứa con dâu giỏi giang như con. Con cảm ơn mẹ. Không được, Ngọc Anh không thể về làm việc ở Gia Hưng được. Dượng à, con không thể nào đến Gia Hưng làm được đâu. Con... Rồi sao? Rồi sao hả? Tại sao hai mẹ con mà cứ như vậy chứ? Lúc đầu có hiềm khích định kiến với con Hân, trong khi con Hân nó luôn luôn có ý hòa giả. Tôi không thể để con gái của tôi chịu thiệt thòi hơn nữa. Ngọc Anh nó đã quá khổ rồi. Nếu như chị Anh và dì đã không muốn thì thôi đi ba. Con chỉ muốn hàn gắn tình cảm gia đình, chứ không muốn cả nhà mình vì vậy mà gây gổ với nhau. Nhã Hân, dì xin con, xin con đừng có ép Ngọc Anh nữa. Trời ơi ba, dì cho là con đang ép chị Ngọc Anh kìa. Bây giờ thành ý của con lại trở thành ác ý rồi đó. Thực chất á, là dì với chị Ngọc Anh không hề bỏ qua chuyện cũ đó ba. Người không bỏ qua chuyện cũ chính là con đó. Con Ngọc Anh nó... Nó sao? Sao hả? Ba. Sao con? Sao? Thôi, con đi về. Mẹ con dì ấy luôn nghĩ xấu chứ con như vậy. Con không có gì để nói hết. Đó, mẹ con mà nghe chưa? Nó về rồi đó. Bây giờ mẹ con mà hài lòng chưa? Lúc đầu kiếm chuyện làm cho ồn ào cái nhà này thêm. Mẹ con bà làm sao có được thì làm. Tôi không muốn nói nữa. Tôi cũng biết là bà thương con, nhưng không phải kiểu này. Cứ nuôi con khôn lớn rồi sao? Rồi sao hả? Rồi dựng vợ cả chồng cho nó, rồi lo công ăn việc làm cho nó. Mà công việc có sẵn cũng chịu làm là sao? Là sao hả? Tại sao mẹ con bà không chịu bỏ qua để sống trang hòa với con Hân? Chỉ cần Nhã Hân nó để cho Ngọc Anh yên thì tôi đâu có muốn tranh cãi với nó chứ. Con Hân á, chỉ muốn Ngọc Anh đến làm việc ở Gia Hưng. Đó là ý thích của Ngọc Anh. Vậy thì có gì đâu chứ. Nhưng như vậy thì Ngọc Anh nó sẽ gặp là Gia Bảo, mà hai đứa nó thì... Rồi sao? Rồi sao hả? Bây giờ quan hệ của tụi nó là chị vợ với em rể, trừ khi Ngọc Anh nó có ý đồ với thằng Bảo á, nó mới không dám gặp mặt. Không lẽ mà kêu hai đứa tụi nó tránh mặt nhau suốt đời hay sao? Dù gì thì hai đứa nó cũng yêu nhau lâu rồi, đâu phải kêu Ngọc Anh bỏ là nó bỏ được ngay. Cái gì thì cũng cần phải có thời gian chứ. Rồi sao? Rồi sao hả? Mà cần bao lâu chứ? Tôi thấy bà nên khuyên con bà lại đi. Đừng có tối ngày cứ ru rú trong nhà rồi khóc lóc. Cái nhà này á, đâu có ai chết đâu mà khóc lóc. Tôi thấy mệt lắm rồi á. Cô làm vậy là có ý gì? Anh muốn nói chuyện gì? Cô đừng có giả điên với tôi nha. Cô đề nghị Ngọc Anh vô nhà máy làm việc là ý gì? Cô còn gây sức ép bắt Ngọc Anh phải làm công việc đó là sao?
Chẳng phải là tôi có ý tốt để cho hai người danh chính ngôn thuận gặp nhau hay sao? Sẽ không cần phải lén lén lúc lúc gặp nhau ở bên ngoài. Chuyện của tôi không cần cô phải xen vào. Thật ra tôi làm vậy chỉ để muốn chứng minh cho anh một điều. Có thật là hai người đã yêu nhau chung thủy, sắc son hay không? Bởi vì tôi hiểu Ngọc Anh hơn ai hết. Ngọc Anh có thể yêu và cũng sẵn sàng dứt bỏ tình yêu đó để đến với một người khác. Tôi không tin cô đừng có phỉ báng Ngọc Anh như vậy. Ngọc Anh là một cô gái hiền lành, trong sáng, chung thủy, không giống loại người giống như cô đâu. Anh hiểu gì về con người tôi mà nói như vậy? So với tôi thì người con gái mà anh yêu mới thực sự đáng sợ. Đừng nên đặt quá nhiều niềm tin. Để rồi đến một lúc nào đó anh sẽ phải dở mộng. Cô im đi. Tôi cấm cô nói xấu Ngọc Anh. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Nếu như anh có bản lĩnh, hãy giữ người yêu mình lại đi. Hãy chứng minh cho tôi hai người yêu nhau và có thể sống chết vì nhau. Lúc đó tôi sẽ rút lui. Cô nói thật chứ? Anh có quyền không tin. Nhưng nếu anh không dám chứng minh, chứng tỏ một điều, anh là một kẻ hèn nhát nhất trên đời. Được, cô cứ chờ đó. Nhớ nha, hãy chờ đó. Em sẽ không để cho hai người đó hạnh phúc bên nhau đâu. Bao lâu nay mẹ con mình sống thân tầm gửi trong gia đình này mà không có chút quyền hành, chỉ vì muốn tốt cho con. Giờ lại vì con mà phải chịu đau buồn. Để đứng lên tự chủ trong cuộc sống, để mẹ mình không phải chịu cảnh thiệt thòi như hiện tại. Nếu như cái chết có thể giải thoát mình khỏi những đau khổ và bất hạnh này, con xin lỗi mẹ. Niềm tin và điểm tựa mà thôi. Mẹ ơi, con nhỏ này đi đâu rồi không biết nữa. Không biết nó có nghĩ quẩn gì không.
Nãy giờ con đi đâu vậy Ngọc Anh? Con làm mẹ lo lắng lắm con biết không? Con ngồi xuống đi. Con thấy buồn nên ra ngoài dạo một chút thôi mẹ. Ừ, con đi dạo cho khuây khỏa thì cũng tốt. Mẹ có pha ly nước cam cho con, để mẹ đi lấy cho con nha. Thôi khỏi mẹ, chút nữa con uống cũng được. Con có chuyện này muốn nói với mẹ. Mẹ, sắp tới con sẽ không gần mẹ một thời gian. Con muốn đi đâu? Con suy nghĩ kỹ rồi, con quyết định thay đổi mình. Con phải cứng cỏi trước mọi hoàn cảnh. Con quyết định chấp nhận yêu cầu của Nhã Hân. Chị gọi tôi ra đây làm gì? Nhã Hân, chị đã suy nghĩ rất kỹ. Quán thù của em và chính chị là người quá giải. Chị phải đối mặt, chứ không có quyền trốn chạy. Chị không thể làm liên lụy đến anh Bảo. Nếu chị dám bỏ đi thì tôi sẽ trút mọi oán hận lên gia Bảo đó. Chị biết chị sẽ không chạy trốn. Chị không thể nào tiếp tục sống như vậy được nữa. Chị đồng ý theo sự sắp đặt của em. Hãy chứng minh cho tôi hai người yêu nhau và có thể sống chết vì nhau. Lúc đó tôi sẽ rút lui. Mình ghét cô ta, nhưng mà thừa nhận những lời cô ấy nói rất đúng. Nếu đã yêu thì phải làm mọi cách để giữ được tình yêu của mình. Bây giờ mình chẳng khác gì một kẻ hèn nhát vô dụng. Em nghe, em cũng định gọi cho anh. Em định là... Khoan đã. Anh biết trong lúc này anh không thể lo lắng và ở bên cạnh của em được. Nhưng mà anh muốn được quan tâm em theo một cách khác. Anh muốn được nhắn tin chúc em mỗi buổi sáng, buổi tối thì chúc em ngủ ngon. Và hơn hết, anh muốn sẽ làm một điều gì đó cho em, để em tự chủ trong cuộc sống của mình. Nếu em ra đi với anh sẽ vô cùng đáng trách. Em hãy để cho anh làm một điều gì đó cho em, có được không? Anh đừng lo, em sẽ không đi nữa. Anh cũng không cần phải áy náy vì em. Em nói thiệt không? Em nói thật mà. Không phải là em có ý định rời khỏi đây sao? Hay là em đang nói dối anh? Em không muốn giữ liên lạc với anh nữa, có đúng không? Ngọc Anh à, anh xin em đừng có biến mất. Sẽ không biết làm gì trong cuộc sống này. Không có đâu, em nói thật mà. Em sẽ không đi đâu nữa hết. Em sẽ đến Gia Hân làm việc, sẽ cùng anh đối mặt với những khó khăn sắp tới. Ừ,
em chấp nhận đến Gia Hưng làm việc sao? Phải. Dù đoạn chúng ta không thể nào ở bên nhau, nhưng mà em sẽ luôn theo dõi anh. Em sẽ âm thầm yêu anh. Hơn hết, em muốn về lại nhà máy, nơi mà em đã sống một thời tuổi thơ ở đó. Nè, cô làm gì vậy? Đứng đây, cô đó nha, không được xâm phạm quyền riêng tư của tôi, trả đây. Làm gì căng thẳng quá vậy? À, có khi nào anh đang có gian tình nên không muốn ai biết? Nè, đừng có quên là anh mới vừa cưới vợ thôi. Nếu mà tin đồn anh có gian tình lộ ra ngoài thì sẽ bị người ta đánh giá đó. Điều này đúng, khi giữa tôi và cô đúng nghĩa vợ chồng với nhau, nghe chưa? Tôi không quan tâm kẻ thứ ba trong thế giới ảo, nhưng nếu là một con người bằng xương bằng thịt thì e là tôi sẽ sử dụng quyền làm vợ hợp pháp một cách vô cùng hiệu quả. Vậy à, trả đi. Cô có việc sử dụng quyền làm vợ của cô đi. Tôi sẽ chờ xem một màn kịch hay mà tôi đã cất công gầy dựng sẽ diễn biến như thế nào. Điều gì đến cùng cũng sẽ đến thôi. Alo. Dạ thưa tổng giám đốc, con bà bên Hưng Gia tới rồi ạ. Được rồi, cô mời họ vô gặp tôi. Dạ. Mời vào. Chào anh chị. Dạ, dạ chào anh. Chào anh. Mời dạ. Chị ngồi. Dạ. Hả? À, anh chị uống gì? Để tôi kêu mấy đứa nhỏ đem lên. Thôi, anh đừng có sáo, tụi tôi uống trà được rồi. Dạ. Đây là hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn mở rộng kinh doanh. Anh coi đi. Biết anh lâu vậy rồi mà lần đầu tiên tôi mới trực tiếp đến đây đó. Tôi không ngờ phòng làm việc của anh đẹp mà khang trang đến như vậy. Đúng là con mắt thẩm mỹ của Nhã Hân được di truyền từ anh đó. Chị quá khen. Con Hân nó mất mẹ từ sớm cho nên nó không được dạy dỗ công dung ngôn hạnh. Nó hay có cái tính vô ý vô tứ, nhờ chị dạy dỗ bảo ban cho nó nhiều hơn. Anh yên tâm đi, tôi coi Nhã Hân như là con gái của tôi vậy đó. Thật ra Nhã Hân là một cô gái thông minh lanh lợi, lại ngoan hiền nữa. Có được con dâu như vậy là may mắn cho gia đình nhà tôi đó chứ. Mời chị uống nước. Dạ cảm ơn anh. Sao nãy giờ hợp đồng có vấn đề gì không xui? Dạ không, tôi thấy rất hợp lý. Vậy thì anh ký tên đi. Mời chị dùng nước. Dạ. Dạ. Chúc hợp tác chúng ta thành công.
Lần này cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đừng khách sáo, dù gì chúng ta cũng là thư gia mà. Ừ. Phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Dạ. Dù sao thì... Kìa ông, anh Xui đã nói như vậy thì ông đừng có khách sáo nữa. Mình là chỗ thân tình với nhau không à, phải không anh Xui? Dạ. Mời anh chị uống nước. Con mời ba. Ba, ba uống hết đi, để con rất nữa. Con đã là phụ nữ có chồng, đừng uống nhiều, người ta nhìn vô người ta đánh giá đó. Con biết mà, ba yên tâm đi, con gái sẽ không để ba mất mặt với người ngoài đâu. Trong cái này con lại hẹn ba ra đây, ở bên đó có gì không thoải mái hả? Có gì nói cho ba biết, ba sẽ giúp con phân xử. Đừng có để mình chịu sự ấm ức. Ba má chồng với lại chồng con đối xử với con rất là tốt, ba yên tâm đi. Tại con thấy lâu rồi cha con mình chưa có dịp nói chuyện riêng với nhau nên mới mời ba đi ăn mà. Ba vừa lo thủ tục dây vốn bên nhà chồng con rồi. Con gặp ba là cũng muốn bàn thêm chuyện này đó. Có chuyện gì sao? Ba, con muốn xin ba một số vốn. Con cần tiền để làm gì? Con muốn đầu tư vào Gia Hưng. Con muốn làm cổ đông ở đó. Nếu con muốn đi làm, ba sẽ sắp xếp cho con một việc tốt ở ngân hàng. Con muốn làm gì, ba sẽ cho con một số vốn để con làm. Ba không muốn thấy con gái ba phải vất vả, nghe người ta sai bảo. Ba, con biết là ba lo cho con, nhưng mà ba cứ yên tâm, con lớn rồi, con không sợ vất vả đâu. Với lại con cũng muốn thử sức mình nên con muốn đầu tư ở đó. Huống hồ bây giờ con đã là dâu của nhà Gia Hưng rồi. Nếu con có số vốn riêng, con sẽ không bị lệ thuộc, không sợ ai khi dễ mình hết. Con biết suy nghĩ chín chắn như vậy thì ba yên tâm rồi. Vậy là ba đồng ý giúp vốn cho con phải không? Đương nhiên rồi. Tiền của nhà mình ba giữ là để sau này cho con thôi. Lúc nào cần thiết nhất ba sẽ giao lại toàn bộ cho con. Con cứ làm những gì mà con muốn đi, ba sẽ ủng hộ con hết mình. Con cảm ơn ba. Ra ngoài hít thở không khí cho nó khỏe. Ba ngồi xuống đây đi ba. Ngồi xuống đây. Hôm trước tôi có mua chai thuốc bổ cho ông, để tôi kêu con nữ nó lấy xuống. Nữ ơi, nữ, nữ ơi. Dạ. Lên lấy chai thuốc bổ xuống đây con, để trên bàn á. Dạ con biết rồi. Tôi chỉ muốn gánh vác phần nào cho bà thôi. Lâu nay á, bà thay tôi cán đáng nhiều cho cái nhà này rồi, bà biết đó. Bây giờ đâu thể nào đổ hết việc công ty cho bà nữa. Tôi mong thằng Bảo sớm vững vàng để quản lý công ty tốt, thay cho vợ chồng mình, để tôi với bà thoải mái hưởng phúc con cái. Tôi ngán ngẩm những tranh giành đua chen trên thương trường quá rồi. Con xin lỗi vì đã không đỡ đần phụ giúp gì cho ba mẹ cả. Ba biết, ba biết là con đã cố gắng nhiều rồi. Thời gian học ở nước ngoài, tuy là những kiến thức đó cũng chỉ là lý thuyết thôi, nhưng khi về đây, công việc thực tế khác xa. Con cần phải có thời gian để thích nghi đó con. Nhưng mà thực ra trước giờ vốn là con không thích cái công việc kinh doanh này. Ý con muốn nói là ba mẹ ép buộc con sao? Ba mẹ làm tất cả là vì con thôi, muốn tốt cho con thôi. Con biết không, công ty Gia Hưng là tâm huyết cả đời của ba mẹ. Con là đứa con trai duy nhất thì đương nhiên con là người kế thừa rồi. Thì con cũng đã làm theo đúng ý của ba mẹ rồi.
ngay cả hạnh phúc của con thì cũng nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ đó thôi. Con... Thôi được rồi, trước mắt á, công ty còn nhiều việc phải lo lắng lắm. Còn bà, chuyện không vui, đừng có khơi lại làm gì. Con mời ông chủ uống thuốc. Ừ. Mấy ngày nay con lo cho sức khỏe của ông chủ quá trời. Thưa ba mẹ, con mới về. Con nè, mời chủ về rồi hả? Mang trái cây xuống cắt cho ba mẹ tôi ăn. Trời ơi, mợ đúng là con dâu hiếu thảo á. Đi nhanh đi. Dạ mẹ. Con. Ủa, ba không khỏe hả? Sao phải uống thuốc vậy? Con thấy sắc mặt ba kém lắm. Ba không sao, chỉ hơi mệt một chút. Lúc này công việc nó cũng nhiều quá, mà căn bệnh hen suyễn cao huyết áp của ba nó lại tái phát như vậy. Bây giờ không nhận mình già cũng không được. Ba phải nghỉ ngơi thiệt nhiều vô, tiền bạc không mua được sức khỏe đâu. Không phải là ba tham công tiếc việc, nhưng hiện nay công ty tồn động công việc nhiều quá, ba phải làm cùng với mẹ con. Chứ dồn hết lên vai của mẹ con thì tội nghiệp cho mẹ con lắm. Ông lại vậy nữa rồi. Sẵn đây con cũng xin thưa với ba mẹ một chuyện. Con mong là ba mẹ sẽ đồng ý cho con làm trợ lý của anh Bảo, hỗ trợ cho chồng con trong giao tiếp kinh doanh, cũng như là quản lý khu nhà xưởng sản xuất mới. Con cũng bàn việc này với ba con rồi. Ba con đồng ý và góp thêm cho con một số vốn để đầu tư vào Hưng Gia. Vậy thì tốt quá rồi. Có con phụ giúp cho mẹ với Bảo thì ba con có thể yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Chuyện này... Sao vậy hả? Chuyện này là chuyện tốt mà ông vui sao? Không phải. Ba, con thấy để Nhã Hưng phụ giúp cho ba mẹ là được rồi, con không có cần trợ lý đâu. Không có được. Hai đứa con là vợ chồng, coi như là hình ảnh đẹp của công ty đi, phải không? Vợ chồng có hạnh phúc thì đối tác người ta nhìn vào, người ta cũng thuận mắt đó con. Mẹ nói đúng đó anh. Sau này vợ chồng mình phải cùng nhau phấn đấu để nhân viên nhìn vào có động lực làm việc chứ. Con mời mẹ uống trà. Ngọc Anh à, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ vẫn cảm thấy là con không nên làm cho Gia Hưng. Mẹ không yên tâm một chút nào hết. Con biết mình đang làm gì và cần phải sống ra sao trong những ngày sắp tới. Mẹ yên tâm đi, con lớn rồi, không thể nào để cho mẹ lo cho con từng ly từng tí đâu. Nhưng mà mẹ... Mẹ à, nếu phải trốn tránh, con thà rằng chọn cách đối mặt. Nhưng mẹ thấy Nhã Hân chắc chắn là nó có ý đồ gì đó, khi nó cố tình ép buộc con về làm ở Gia Hưng. Con đừng để mắc bẫy của nó, nghe không? Con hoàn toàn hiểu rõ điều này, và con tin mình sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua. Dù sao thì mẹ vẫn thấy lo trong lòng. Mẹ, mẹ có nhớ ngày mẹ con mình rời khỏi nông trại Trà Gia Hưng, lúc đó con đã nói với mẹ những gì, mẹ nhớ không? Ngọc Anh, sao con buồn vậy? Mẹ ơi, sau này con sẽ học thật giỏi. Con sẽ trở về đây để chứng minh cho mọi người thấy con gái của mẹ rất nên người và rất tài giỏi. Con ngoan lắm. Giờ đây, tuy bằng một cách không mong muốn,
Nhưng con cũng đã có điều kiện đường đường chính chính về Gia Hân làm việc ở một vị trí xứng đáng. Con sẽ không cho ai coi rẻ mẹ con mình. Tôi không ngờ trước cờ vẫn còn bén lắm. Đã lâu rồi tôi không còn thói quen đánh cờ này nữa. Chính xác là từ lúc chị Lan về sống với anh, rồi đến khi anh Đức mất. Tầm này tự nhiên anh nhắc lại chuyện cũ làm gì? Bản thân tôi cũng không hề muốn nhớ, nhưng từ khi Nhã Hân về làm dâu nhà tôi, từ ánh mắt và cách cư xử của nó, tôi lại linh cảm một điều gì đó không hay. Để sao? Để sao hả? Ý anh là sao? Con gái tôi cũng là dâu con của anh mà cũng bị anh dòm ngó lo sợ sao? Nè, tôi cảnh cáo anh đó nha, anh đừng có cư xử tệ với con gái tôi đó. Tôi không phải có ý đó, nhưng mọi điều đã diễn ra quá suôn sẻ khiến tôi có cảm giác bất an. À, mà nhà tôi và Gia Bảo không hề biết gì về quá khứ của Nhã Hân, nhưng tôi thì... Thì sao? Tại quá đa nghi thôi. Tôi thấy kết cục như hiện tại bây giờ là quá tốt, đúng như mong muốn của chúng ta rồi. Anh có nghĩ là sau thời gian mất tích bí ẩn, Nhã Hân có thực sự quên đi quá khứ của nó không? Dừng đây được rồi. Đã từ lâu mình không còn lui tới nơi này, nhưng sao vẫn thấy quen thuộc. Kể cũng lạ, cuộc sống thật là khó đoán. Một nơi đẹp đẽ và êm ả như vậy mà giờ đây vắng người tới lui. Chạy tiếp đi. Dạ. Ông về rồi hả? Tôi có chuyện này muốn nói với ông. Tôi đang mệt, bà muốn nói gì bữa khác đi. Bà lấy giùm tôi ly nước. Anh có nghĩ sau một năm mất tích bí ẩn, Nhã Hân nó có thật sự quên đi quá khứ hay không? Đúng là từ lúc con Hân nó trở về, nó hoàn toàn khác hẳn. Nó cũng không hề giải thích một lời thời gian nó đã sống ra sao. Có phải là con Hân nó đã quên đi chuyện cũ rồi không? Nó sẽ không oán hận tôi nữa, đúng không bà? Tôi phải giấu nhẹm đi cái chuyện con Hân mang thai, nó không còn khả năng để sinh con nữa. Vì vậy mà tôi phải thử ép con mà làm, để con Hân nó đường đường chính chính bước vào làm dâu nhà Hương gia. Tôi muốn con gái mình xóa bỏ quá khứ, làm lại từ đầu,
Tôi không sai, đúng không bà? Trời ơi, Nhã Hân, trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi, trả lại đây, trả con lại cho tôi, trả lại đây, bình tĩnh lại, lại cho tôi, trả lại đây, Nhã Hân, trả con cho tôi, bình tĩnh lại đi con, thật chết người, Nhã Hân, trả con lại cho tôi, Nhã Hân, trả lại đây, trả con lại đây, Nhã Hân, các người trả con cho tôi, bình tĩnh lại đi con, trả con lại đây. Thì ra ngày đó Nhã Hân nó mang thai mà lại còn. Tôi xin lỗi, bào thai của cô không thể giữ được. Tôi e là sau này cô rất khó sinh con. Đây là di chứng từ tai nạn lần này. Hơn nữa thể chất của cô quá yếu, cô nên giữ gìn sức khỏe vào lúc này. Có chuyện gì vậy? Tại sao vào mà không gõ cửa? Cô có sao không? Tôi lỡ tay, tôi để đó, lát tôi sẽ dọn, không cần phiền tới chị nữa. Con người của ta thật kỳ lạ, giống như là hai thế giới. Nếu ban ngày thì cô ta lạnh lùng mưu tính, thì tối đến cứ như một bóng ma u ám. Quá khứ lúc trước của cô ta là như thế nào? Sao những người trong cuộc không ai kể cho mình nghe hết vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Cho dù mình đã cố gắng hỏi Ngọc Anh nhiều lần rồi, nhưng mà cô ấy vẫn không kể. Còn cô ta, đúng là càng không thể hỏi nữa. Ba. Hử? Con có chuyện này muốn hỏi ba. Chuyện gì con? Con muốn hỏi ba vài chuyện của Nhã Hân và gia đình bên nhà cô ấy trước khi con về nước. Thôi trễ rồi, chắc mẹ con cũng đã ngủ, ba cũng đang mệt. Con biết đó, chuyện cũng đã qua, cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Con đã cưới Hân rồi thì cứ sống cho tốt. Con phải biết những gì đã xảy ra. Tại sao lại đặt để con vào tình thế không có sự lựa chọn chứ? Thực chất đến bây giờ tính tâm lại thì con mới nghĩ, lẽ ra lúc đó con phải làm sáng tỏ mọi chuyện trước khi con cưới Nhã Hân. Con đã vì chưa hiếu mà đã quá mù quáng. Ba mệt lắm rồi, ba con mình nói chuyện sau nghe. Ba, con về phòng ngủ đi. Hôm nay là ngày đầu tiên con cùng chồng con đến công ty, có gì không hiểu á thì vợ chồng chỉ bảo nhau. Mẹ nhìn hai vợ chồng con đồng lòng lo cho Gia Hưng như vậy, mẹ vui lắm. Mẹ cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi chăm sóc cho ba, con sẽ cố gắng giúp anh Bảo. Nếu như có chuyện gì khó khăn, tụi con sẽ nhờ đến ý kiến và quyết định của mẹ. Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho tụi con, việc gì mà không thông qua mẹ chắc chắn sẽ không xong. Thưa mẹ, con đi làm. Nè Bảo. Dạ. Mở cửa xe cho vợ con đi. Cô ấy có tay có chân mà mẹ. Đàn ông mà không biết ga lăng gì hết. Dạ. Ừ.
Nói mẹ con đi. Đi cẩn thận nha con. Bye. Con chào mẹ. Đi thôi. Còn không gà gian an toàn vô đi. Đúng là không lầm. Nó chỉ mới vào nhà mà đã đem hào tài về cho nhà chồng rồi. Lại còn nhanh nhẹn tháo vát nữa chứ. Anh chạy thẳng tới nông trại đi. Không phải tới công ty sao? Hôm nay là ngày đầu tiên chị Ngọc Anh đi làm. Tôi nghĩ là tôi và anh cần đến đó để sắp xếp công việc chứ. Nhưng công việc đó đã có quản lý nông trại lo rồi. Cô không cần phải bận tâm. Nhưng Ngọc Anh là chị tôi. Tôi mời về thì tôi phải có chút thành ý chứ. Lỡ chị ấy tủi thân rồi bỏ việc thì sao? Cô nói thiệt đi. Cô ý gì đây? Tôi đã nói rồi. Sao anh còn phải hỏi? Tôi không tin cô tốt bụng đến mức mà để ý Ngọc Anh tới như vậy. Vậy theo anh, tôi có ý gì? Anh càng lo lắng như vậy, tôi càng cảm thấy thú vị. Ít ra không phải một mình tôi độc diện. Cô muốn gì nữa đây? Con người cô là như thế nào? Sao thích bày ra nhiều trò quá vậy? Tại sao cứ nhắm vô Ngọc Anh? Cô ấy có lỗi gì với cô? Cô nói rõ tôi nghe. Bây giờ tôi đang cảm thấy hình như là cô đang quản thúc sự tự do của tôi thì đúng không? Ok, tôi ra ngoài. Tôi sẽ coi hết mấy tài liệu này. Không được đem đi, để yên đây. Nè. Chiều nay xong việc chúng ta về sớm ăn cơm với ba mẹ nha. Nè. Cái gì nữa? Tôi đóng cửa rồi mà. Ủa, vậy thì anh nghĩ khi nãy tôi vô đây bằng cái gì? Tôi còn quên một cái. Trời ơi. Cô cứ về trước đi. Tôi có việc còn phải đi gặp khách hàng nữa, cho nên chưa có thể về được đâu. Cô không cần phải chờ tôi về chung. Tôi đã xem qua lịch làm việc của anh rồi. Hôm nay anh không có cuộc hẹn nào hết. À mà nếu có thì tôi là trợ lý, tôi có thể đi cùng. Nhưng mà trước giờ tôi không thích đi cùng ai khi mà đi gặp khách hàng cả. Tùy anh thôi. Ngày đầu tiên chúng ta đi làm chung nhưng lại không về chung, ba mẹ anh sẽ nghĩ thế nào hả? Lên xe.
Mẹ, ngày nào mình cũng ăn trứng với rau luộc hoài vậy mẹ? Ừ, con ráng ăn bữa nay đi. Vài bữa nữa mẹ có lương, rồi mẹ nấu đồ ăn thiệt ngon cho con ăn nghe. Dạ, nhưng mà mấy bữa trước á, mẹ nói với con mẹ sẽ làm đồ ăn thật ngon cho con ăn mà mẹ có nấu đâu. Ừ, nhưng mà hôm nay là mẹ nói thiệt, chắc chắn sẽ có. Thôi, ráng ăn đi con. Dạ. Ngoan. Thời gian với bao sự thay đổi. Mẹ ơi, con sẽ mạnh mẽ. Những người ngày ấy, người còn, người đã ra đi, nhưng với con lại là một con đường dài phía trước, là một sự bắt đầu để đối mặt, đấu tranh cho tình yêu của mình. Hôm nay con đã ghé qua nông trại của nhà mình. Con thấy đồi trà mình đẹp quá. Hôm nay con đến công ty sao rồi? Đã nắm bắt công việc được chưa con? Con cũng chỉ mới tìm hiểu sơ sơ thôi. Nhưng mà nhìn chung, con thấy ba mẹ quản lý rất ổn thỏa. Nên con rất dễ nắm bắt. Con cũng phải nhờ chồng con hướng dẫn nhiều hơn để mau hiểu công việc. Con hy vọng là có thể giúp ba mẹ càng sớm càng tốt, để ba mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Trong công việc không thể một sớm một chiều là có thể nắm hết được. Con đừng có quá tạo áp lực cho mình. Mọi việc cứ để cho thằng Bảo nó cán đáng. Hơn nữa còn có ba mẹ ở đây, con không phải bận tâm nhiều. Dạ, ba con chỉ lo cho con thôi. Nè, đừng cố gắng quá sức, không thì đổ bệnh đó nghe. Dạ, con biết rồi. Cũng có thể mình quá đa nghi, con bé vẫn chưa làm gì sai. Chỉ có điều... Chắc là thằng Khải nó tới chở con đi uống cà phê. Hôm nay tụi con hẹn với nhóm bạn cũ, cho nên là về hơi trễ. Ba mẹ khỏi chờ con. Con xin phép. Thằng Bảo này thiệt tình, có vợ nào mà cũng còn ham chơi. Ăn cơm đi con. Dạ. Ừ. Sao lại không bắt máy? Ông còn muốn tìm tới Ngọc Anh làm gì nữa? Bộ ông không sợ sao? Sợ cái gì chứ? Tôi đang rất là lo, rất là muốn gặp Ngọc Anh để nói chuyện và giải thích cho cô ấy hiểu. Chuyện sáng nay không phải là chủ ý của tôi, tất cả là do cô ấy tự biến tự diễn thôi. Nhưng mà ông làm như vậy có nên không? Ông làm như vậy chẳng khác nào ông đang gây khó dễ cho chính ông đó. Giữa vợ và nhân tình là cuộc chiến không khoan nhượng đâu, ông biết không? Cái gì mà giữa vợ và nhân tình? Có bao giờ tôi xem cô ấy là vợ của tôi đâu. À, mà cũng đúng thôi, cô ấy đâu phải là vợ của tôi. Ủa, là sao? Bây giờ tôi có nói ông cũng không hiểu đâu. Nói tóm lại là tôi không muốn làm thêm bất cứ điều gì để làm tổn thương Ngọc Anh. Sao còn chưa chịu bắt máy vậy? Ông chở giúp tôi đến xưởng đi. Không có được đâu. Chở ông tới đó lỡ tới tay của vợ ông thì mệt đó. Mặc kệ họ, bây giờ ông không chở được á thì tắm vô, tôi tự đi. Tắm vô đi. Từ từ, tắp vô. Ừ, thôi được rồi, để tôi chở ông đi. Anh ở nơi xa đó, có lạnh không? Em nhớ đến giọt tay ấm áp của anh lắm Khôi ơi. Mm-hmm.
Nhìn bộ dạng của anh, tôi cũng đoán được là anh mới đi gặp ai về. Tôi đi tìm người tôi yêu đó. Thì sao hả? Có liên quan gì tới cô không mà cô lên tiếng? Tìm rồi thì sao? Rồi hai người có thể ở bên nhau mà không bị ai cản trở không? Anh và chị ta sẽ không bao giờ vượt qua được rào cản nào đâu. Cả hai người chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được ý nguyện của mình. Đừng cố gắng vô ích. Tại sao phải như vậy? Cô không biết là tôi căm ghét cô tới mức như thế nào không? Mỗi lần mà tôi nhìn thấy bản mặt của cô là tôi ghét cực kỳ. Không một giây một phút nào tôi muốn nhìn thấy cô cả. Cô giống như là một bóng ma quá nghiệt cứ đu bám đời tôi vậy. Tại sao? Con mời ba mẹ ăn sáng. Ủa, chồng con đâu? Sao nó không chịu xuống ăn sáng? Chắc là ảnh không ăn sáng đâu ba. Sao vậy? Nó không được khỏe à? Hôm qua ảnh đi đâu về khuya lắm. Chắc là hơi mệt. Bây giờ còn nằm trên phòng á ba. Nó có sao không con? Con dặn chị Nữ nấu cháo rồi. Lát nữa con mang lên phòng cho ảnh. Chắc không sao đâu. Cái thằng lớn rồi, không biết tự chăm sóc bản thân mình, làm sao dám giao sự nghiệp cho nó được. Ông đừng có trách con nữa. Không có nó, chỉ có vợ của nó đây nè. Còn Hân nó cũng là đứa giỏi giang. Nó phụ chồng nó thì tôi với ông yên tâm rồi. Dạ, ba mẹ cứ ăn sáng trước. Con xin phép đi làm. Hôm nay một mình con phải chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, nên con phải tranh thủ đến sớm. Ăn sáng rồi đi con. Dạ thôi, con không đói. Mẹ giúp con coi chừng anh Bảo nha. Con không có ở nhà cũng thấy lo. Được rồi, để mẹ lo cho. Dạ con xin phép. Tại sao em tránh mặt anh? Tối hôm qua anh tới nông trại tìm em. Anh chỉ muốn nói với em một vài điều thôi. Anh xin em đó Ngọc Anh. Anh không thể nào không gặp được em khi chúng ta đang ở rất gần nhau như vậy. Chúng ta hãy gặp nhau ở chỗ cũ nha. Anh có chuyện muốn nói với em. Em nhất định phải tới đó. Nếu không gặp em, anh sẽ đứng đó nhất định không đi đâu hết. Em nhất định phải tới đó nghe Ngọc Anh. Mong anh hiểu cho em. Em ở lại và làm theo yêu cầu của nhà Hân, vì không muốn nhà Hân thực hiện được ý đồ trả thù của mình. Chỉ cần em nhẫn nhịn ở lại đây một thời gian, đến khi nhà Hân cảm thấy chán chường, khi đó Hân sẽ buông xuôi, em mới có thể an lòng. Em không biết nên giải thích với anh điều gì trong lúc này. Mong anh hiểu cho em. Đừng đau buồn khổ sở vì em nữa. Con chào bác. Tôi biết tôi nói ra điều này là có phần bất công với cô, nhưng tôi không thể không nói rõ để cho cô thức tỉnh. Cô nên nhớ, Gia Bảo bây giờ là chồng của Nhã Hân. Cô tránh xa thằng Bảo ra, đừng bày trò lén lút gặp nó như vậy. Dạ thưa bác, thật ra con... Dù cho người hẹn gặp là thằng Bảo đi chăng nữa, thì cô, với cương vị là chị vợ, cô không nên gặp thằng Bảo như vậy.
Người ngoài ta nhìn vô ta đánh giá như thế nào? Cô nên nhớ những gì cô đang có hiện tại là do con dâu tôi ban cho. Cô nên mang ơn vì sự cao thượng của Nhã Hân. Hoặc ít ra cô cũng nhớ rằng gia đình của Nhã Hân bảo bọc hai mẹ con cô bao nhiêu năm qua. Với điều kiện của cô hiện có, cô không khó khăn gì tìm được một người có địa vị ngang hàng với mình làm chồng. Tôi nói thật với lòng mình, nếu như Nhã Hân không trở về kịp trước ngày cưới thì việc cưới cô về làm dâu nhà tôi cũng là một giải pháp thủ tục. Con Hân nó là một đứa con dâu tốt, vừa biết chăm lo cho gia đình, vừa giúp đỡ được gia đình chồng trong công việc làm ăn. Trong khi đó nếu là cô sẽ không làm được những điều đó. Nên quyết định của tôi chọn Nhã Hân làm dâu Gia Hân là hợp lý nhất. Tôi mong cô từ đây về sau đừng gặp gỡ con trai của tôi nữa. Hãy tránh xa nó ra, đừng quấy nhiều hạnh phúc của nó với Nhã Hân nữa. Tôi không biết ngày trước bằng cách nào mà mẹ con cô có thể một bước đổi đời, bước vào nhà ông Quân để hưởng giàu sang. Nhưng dù thế nào, giữa cô và Nhã Hân vẫn có sự khác biệt. Vị trí của cô không thể nào đứng ngang hàng với Nhã Hân được. Cô hiểu chứ? Tôi mong cô từ đây về sau đừng gặp gỡ con trai của tôi nữa. Hãy tránh xa nó ra, đừng quấy nhiều hạnh phúc của nó với Nhã Hân nữa. Anh đừng chờ em nữa, em không tới đâu. Ngọc Anh à, anh xin em nữa, ra gặp anh một chút thôi. Anh muốn giải thích cho em nghe, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Anh đi về giùm em đi, em nói rồi, em không có ra đâu. Anh đừng có chờ em nữa. Nếu anh còn muốn em ở đây thì đừng để em khó xử nữa. Nếu em đã quyết định như vậy rồi thì anh sẽ không gặp em nữa. Nhưng mà anh xin em, đừng cắt đứt mọi liên lạc với anh có được không? Chúng ta không có lỗi, chúng ta yêu nhau, tình yêu của chúng ta có tội tình gì chứ. Anh đừng có nói nữa, anh đi về đi. Anh không hiểu được khúc mắc giữa em và Nhã Hân là gì. Anh chỉ biết càng đối diện với Nhã Hân thì anh lại càng yêu em nhiều hơn. Ngọc Anh à, em hãy cho anh thêm thời gian. Anh sẽ cố gắng tự chủ trong công việc để chứng tỏ cho ba mẹ anh thấy. Khi đó anh sẽ không phải lệ thuộc vào nhà của ta nữa. Đến lúc đó ba mẹ anh sẽ không thể ngăn cản chuyện tình cảm của hai chúng ta nữa. Em không muốn như vậy đâu anh Bảo. Còn bà khuya rồi sẽ vẫn còn ngồi đây không chịu ngủ. Còn Hân sao tới giờ này vẫn chưa có về? Mà thằng Bảo chưa chịu về nữa là sao? Điện thoại cho hai vợ chồng đó, không có đứa nào chịu bắt máy hết. Tôi thấy lo quá trời vậy nè. Tụi nó lớn hết rồi, có gì đâu bà lo. Không lo sao được,
Hôm nay Bảo đi đâu không? Nó đi đâu? Nó đi gặp con Ngọc Anh đó. Tôi không hiểu sao thằng Bảo nó lại thiếu suy nghĩ đến như vậy. Lỡ con Hân nó biết được, nó làm ầm lên thì mặt mũi gia đình mình để đâu? Thì chuyện gì cũng từ từ, mà đừng có làm quá lên như vậy. Không làm quá lên là sao được? Ông biết không, sáng nay tôi thấy con Hân nó buồn buồn, giờ này nó vẫn còn chưa về. Tôi lo quá ông biết không? Nhiều khi con Hân nó về bên nhà của nó không chừng á. Ha, ông nhắc tôi mới nhớ. Để tôi gọi điện thoại qua bên đó. Ngọc Anh nó có nói là nó ổn, cuộc sống rất tốt, nhưng mà sao mình thấy lo quá. Rồi còn Nhã Hân nữa, mình không biết là nó có chịu để yên cho con Ngọc Anh hay không đi. Alo, có chuyện gì không chị? Sao chị lại gọi điện giờ này? Tôi muốn hỏi con Hân có gì đó hay không. Không có, con Hân đó. Con Hân có về bển không? Không có. Không biết nó có xảy ra chuyện gì không nữa. Hôm bữa thằng Bảo có hỏi tôi về chuyện bên nhà anh Quân của thời gian trước. Tôi tin là Ngọc Anh và Nhã Hân vẫn chưa nói chuyện gì với thằng Bảo. Tôi cũng đang nghĩ mình cũng không nên khơi gợi lại. Mà ý thằng Bảo á, cũng đang muốn tìm hiểu chuyện này. Chuyện ngày đó tôi cũng không biết nhiều, chỉ nghe lại từ ông thôi. Lúc đó tôi phải thay ông đi công tác nè. Bản thân tôi cũng thắc mắc như thằng Bảo vậy. Năm đó ông nói con Hân á, phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt nên đã bỏ đi. Anh Quân thì muốn kết thông gia với mình, vì muốn kết hợp để tạo uy tín với hai gia đình, nó mới để cho Ngọc Anh nó thay thế đó. Lúc đó tôi không có muốn đâu, nhưng mà vì ông quá thuyết phục tôi, vì không muốn làm trái ý anh Quân, sợ ảnh hưởng tới công việc phát triển của Gia Hưng, cho nên tôi mới đồng ý thôi. Thì đúng là như vậy. Nghĩ lại, tôi thấy là mình cũng có phần lỗi khi lần này thuận theo ý của anh Quân một lần nữa và từ chối phủ phàng với Ngọc Anh. Ý ông bây giờ là cổ suý cho thằng Bảo nó lén lút nó quan hệ với con Ngọc Anh phải không? Tôi tuyệt đối tôi không chấp nhận đâu à nghe. Ngày trước là chuyện nhà anh Quân, tôi không có can thiệp. Nhưng bây giờ con Hân là con dâu của tôi rồi, tôi không cho phép con trai tôi nó ngoại tình. Bà nói đi đâu vậy? Tôi đâu có ủng hộ thằng Bảo đâu. Chỉ là tôi muốn làm như vậy để cho ôn hòa thôi. Thôi, tôi không muốn bàn cãi nữa. Bây giờ tôi đang lo cho con Hân nè. Bây giờ nó chưa về đây nè. Nó mà có chuyện gì làm sao ăn nói với anh Quân đây? Con nghe nè mẹ, sao giờ này mẹ chưa ngủ nữa? Ngọc Anh à, Nhã Hân nó đi đâu rồi? Nhà bên Su Gia đang lo lắng gọi qua đây hỏi tìm nó đó. Nhã Hân đi đâu rồi hả? Nhã Hân tự nhiên đi đâu mất vậy? Không biết có chuyện gì không con? Con không biết nữa. Hồi sáng tới giờ nó có tới tìm con không? Dạ không có. Có lẽ con biết Nhã Hân ở đâu. Ủa sao khuya rồi ba mẹ vẫn chưa đi ngủ? Con đi đâu mà giờ này con mới về? Vợ con đi đâu? Đi cả ngày không thấy về, điện thoại thì không nghe máy. Ba mẹ đang lo không biết có tai nạn gì hay không nữa.
Thôi đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ con đi tìm nó đi. Cô ta lớn rồi. Nếu cô ta có chuyện gì thì nhờ người ta gọi điện thoại về. Đâu nhất thiết ba mẹ phải lo như vậy. Con nghĩ là lát nữa cô ấy sẽ về thôi, không sao đâu. Con không muốn đi tìm nó, thì để mẹ đi tìm nó. Lỡ có chuyện gì là biết ăn nói sao danh xuôi đây. Thôi được rồi, khuya rồi. Mẹ ở nhà đi, để con đi tìm cho. Ba mẹ con đi. Anh vừa ngắm hoa lưu ly, vừa uống rượu danh nọ thì tuyệt biết bao. Chạy nhanh lên anh Bảo. Anh không nghĩ em điện thoại cho anh để đi tìm nhà. Trời bây giờ cũng tối rồi, em không biết gọi ai ngoài anh. Như là em cũng biết anh đang muốn tìm Nhã Hân mà. Nhưng mà sao em nghĩ giờ này cô ấy lại ra thác Luli? Rất là nhiều chuyện, em sẽ kể cho anh nghe sao. Sao cô ấy lại ngồi ở đây giờ này? Thôi mình đi chỗ khác đi. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh Khôi. Lúc tụi em còn thân nhau, em nghe Nhã Hân kể lúc còn sống, mỗi năm anh Khôi đều tổ chức sinh nhật ở thác Lưu Ly với Hân. Cho nên em nghĩ là Nhã Hân sẽ đi đến đây. Tất cả là lỗi của em, là do em ích kỷ nên mới hại anh Khôi mất đi. Chỉ cái tình yêu của hai người họ. Em bình tĩnh lại đi, từ từ kể cho anh nghe. Sự việc bắt đầu từ đâu? Mọi chuyện đã diễn ra hoàn toàn không như những gì em nghĩ. Chính dòng suối này đã cuốn mất anh Khôi đi, đã giết chết trái tim của Nhã Hân. Nhã Hân may mắn còn sống, nhưng phải gánh chịu nỗi đau mất người yêu. Anh thực sự không ngờ sự việc đã xảy ra như vậy. Trước nay em không dám kể cho anh nghe, vì em sợ anh sẽ khinh ghét em. Em có lỗi với Nhã Hân nhiều lắm, nên em không bao giờ dám trách Nhã Hân đã đối xử với em như ngày hôm nay. Ai cũng có sai lầm, là do hai người họ quá nông nổi khi mà tự dẫn bên nhau. Em cũng đâu có nghĩ kết cuộc lại ra nông nổi giống như vậy, có đúng không? Dù nói thế nào thì cũng do em mà ra cả. Tại em. Thôi, em đừng tự trách mình nữa. Anh tin trong khoảng thời gian qua em cũng đau khổ không kém gì Nhã Hân, có đúng như vậy không? Anh và em sẽ cùng giúp cho Nhã Hân giải thoát khỏi quán hận này. Anh sẽ không để em chịu đựng một mình nữa. Hứa với anh, hứa từ đây trở về sau không được tránh xa anh. Hai người chúng ta sẽ dùng tình yêu để chứng minh cho Nhã Hân thấy không có trợ lực nào có thể ngăn cản chúng ta được. Em có hiểu không? Em biết là anh chưa chết. Tại sao
Tại sao anh không ra gặp em? Anh Khôi! Anh Khôi! Anh Khôi! Tại sao anh không ra gặp em? Tại sao? Nhớ ơi. Tại sao anh không ra gặp em? Không sao, có tôi ở đây nè. Tại sao không gặp em? Tại sao? Nhớ ơi. Cô uống sữa đi. Cô thấy mặt cô xanh xao lắm đó. Thế giới vừa thay đổi hả? Sao tự nhiên lại ân cần? Tốt bụng quá vậy. Là do trước đây tôi không hiểu cô, cho nên tôi mới đối xử với cô như vậy. Từ bây giờ tôi thấy chúng ta có thể làm bạn, cho nên tôi muốn đối xử tốt với cô. Anh thì hiểu gì về tôi? Tối hôm qua rõ ràng là anh không đi với tôi, vậy tại sao phải nói dối là đi cùng tôi? Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Anh mau nói rõ chuyện này đi, đừng có lấy tôi làm cái cớ. Cô không có quyền kiểm soát chuyện riêng tư của tôi. Tôi ghét nhất là bị người ta vô cớ lợi dụng. Nếu như anh không nói rõ chuyện này thì đừng có trách. Do tối hôm qua cô không về nhà, tôi và Ngọc Anh có tới thác Lưu Ly tìm cô. Ngọc Anh đã nói cho tôi nghe hết mọi chuyện giữa cô và cô ấy. Tôi hoàn toàn thông cảm và hiểu nỗi đau khổ của cô. Nhưng tất cả đều là quá khứ. Nhưng mà cô nghĩ đi, đó là do một phần suy nghĩ nông cạn của hai người, là do hai người tự quyên sinh với nhau. Không ai muốn kết cục như vậy đâu. Cô hãy quên đi, để giải thoát cho chính cô và giải thoát cho chính Ngọc Anh nữa. Hãy xóa bỏ hết thù hận đi. Quyên sinh cùng nhau, thật là mắc cười. Đó chỉ là những lời nói phiến diện từ phía Ngọc Anh thôi, tuyệt đối không có chuyện thù hận gì ở đây. Phải chăng là Ngọc Anh đang muốn tìm sự thương hại từ anh? Tôi tin Ngọc Anh, cho nên tuyệt đối Ngọc Anh không hề nói dối tôi. Tin hay không là tùy anh, nhưng tôi nhắc cho anh nhớ, tôi mới là vợ anh, và tôi sẽ không để cho hai người đến với nhau một cách dễ dàng như vậy đâu. Ông uống cà phê đi cho tỉnh táo. Cả đêm hôm qua ông đã mất ngủ rồi. Đứa con gái này làm cho tôi nhiều phen mất ăn mất ngủ. Nó còn trẻ, cho nên suy nghĩ chưa chín chắn thôi. Không biết bao giờ nó mới khiến tôi bớt lo lắng nữa. Cả đêm qua nó đi đâu không về, tới mức nhà chồng nó qua hỏi. Tôi lo nhất là nó xảy ra chuyện gì. Con Ngọc Anh nó đã tìm thấy Nhã Hân ở chỗ thác Lưu Ly rồi anh. Rồi sao? Rồi sao hả? Tôi chỉ biết vậy thôi. Thời gian qua lâu rồi mà nói vẫn còn chưa quên những chuyện cũ.
Ngày nào mà Nhã Hân còn chưa quên chuyện cũ thì con gái mình nó sẽ không có được một ngày nào bình yên hết. Mình phải làm sao đây? Nếu con Khanh nó vẫn chưa quên ký ức cũ với thằng Khôi thì tại làm sao nó vẫn một mình để kết hôn với thằng Bảo? Ông làm sao vậy? Chút chút nữa ông hại chết con gái tôi rồi. Ông có biết không? Tôi vì không muốn ra mặt làm chuyện này, nếu để cho dư luận biết sẽ bất lợi cho công việc, mà mất việc cũng sẽ ảnh hưởng tới ông, nên tôi mới nhờ ông. Vậy mà chuyện nhỏ như vậy làm cũng không xong. Tôi chỉ làm theo lời anh, cho người truy đuổi dằn mặt thằng Khôi. Không ngờ có mặt con gái anh ở đó, nó lại sảy chân rơi xuống vực. Đây là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Chỉ là một tai nạn thì cũng tốt. Thằng Khôi chết, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nè, khi nào con trai ông về, tôi và ông sẽ bàn tới chuyện kết hôn giữa nó và con gái tôi. Tôi không muốn số tài sản của mẹ nó rơi vào tay người khác. Làm như vậy có vội quá không? Trong khi con gái của anh chịu cú sốc lớn như vậy, nó sẽ không chấp nhận chuyện kết hôn đâu. Để tạo thêm nguồn vốn cho ông hợp pháp làm ăn, ông càng phát triển tôi cũng hưởng lợi. Đồng tiền á chỉ chạy lòng vòng trong hai gia đình chúng ta, ông không muốn sao? Vì vậy á, bất cứ giá nào hai gia đình chúng ta cũng phải kết thông gia. Ngày đó có phải mình đi sai một nước cờ rồi không? Dính vào Gia Hưng chưa phải là cách tốt. Phải đứng ra đứng mũi chịu sạo. Còn gả đứa con gái mình cho họ nữa,